À, dạ kính chào anh chị, em tôi là Định ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày 10 Tết của anh chị. Thì cũng nhân đây thì tụi em cũng xin kính chúc của anh chị có một năm mới mạnh khỏe, bình an và gặp thuận lợi trong mọi công việc ạ. Thì hôm nay thì anh em đi rừng về cũng được một số các cái loại phong lan của anh chị, thì tụi em cũng làm cái video để giới thiệu đến con chị, cũng rất là mong con chị quan tâm ủng hộ ạ. Em cảm ơn trước ạ. Thì hôm nay gồm có các cái loại như là kiều cánh tua con chị, hay còn gọi là hoàng thảo tua, như Trần Tuấn gọi là hoàng thảo tua. Thì và trúc mành của vùng Kon Tum này, cái loại này thì đốt rất là lớn rồi, cũng nhiều lần tụi em cũng đã giới thiệu các cái video trước ạ. Thế và cái kiều kiều cam này, cái kim điệp xuân, thì mùa này hiện tại nó đang nụ của chị, đang nụ, chắc là con chị sưu tầm về có thể chơi hoa được. Thế tên là cái gói combo bao gồm có kim bài nà và hoàng thảo tam sắc này con chị, 120.000. Thế tên là có các cái phần râu hùm rất là nhiều, 100.000. Hạt đỉnh vàng 100.000 cũng tương đối nó nhiều, và cái gói combo này cũng tương đối nó nhiều con chị. Thì con chị liên hệ đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp đến cho em lên đầu số là 0973 821 799, có thể là nhắn tin hoặc nhắn và gọi qua Zalo vẫn được ạ. Thì con chị đặt hàng thì tối hôm nay tụi em sẽ đóng hàng gửi đi luôn, bởi vì ngày mai tụi em cũng có việc ạ. Thì đầu tiên là cái combo 100.000 này, combo 100.000 thì cũng bao gồm có tương đối nhiều các cái loại của chị. Đầu tiên là nói chung cái loại này tụi em cũng 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 bán một số lần rồi, tuy nhiên thì tụi em tra cái tên cái tên của loại này cũng chưa ra con chị. Nói chung cái loại này cũng một số con chị nói là hoa màu tím tương đối đẹp, lá thì dày, lá tình trạng nó nhanh con chị. Thì các mặt hàng nhà em thì tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ và nó tương đối nó tươi, tuy nhiên cái dòng này nó thuộc dòng lá nhanh hay sao đó, con chị, chứ không phải là hết đâu ạ. Còn có một cây này, cây tụi em tạm gọi là lăng lạ đây. Tiếp theo là một cây tóc tiên. Tiếp theo là cái hoàng thảo đa tăng không chị, người ta gọi là tích tụ của Kon Tum, tuy nhiên thì tên khoa học và chính xác là cái hoàng thảo đa tăng, một một dề đa tăng. Tiếp theo là có một cái bụi râu hâm của anh chị, có một cái râu hâm này. Và kiều cánh tua thì khá nhiều, kiều cánh tua khá nhiều, tụi em cũng xin phép giới thiệu từng từng dề này của anh chị. Còn có một dề kiều cánh tua này, hai dề dề kiều cánh tua, ba này, tiếp theo là bốn dề cánh tua này, năm dề này, sáu dề đây, tiếp theo là bảy dề này, bảy dề cánh tua này, dính dề này, tám dề này, 9, 10, 11 dề đó. Và có một dề cái này thì tụi em tạm tạm thời quên quên tên rồi con chị. Thế thật là có một vài về cái kim điệp xuân của chị, một vài giờ kim điệp xuân nữa. Thì cái gói combo bao gồm có khá nhiều loại thế này, 100.000, 100.000 là con chị sưu tầm này, một gói combo 100.000. Tiếp theo là cái hạt đỉnh vàng, hạt đỉnh vàng có tụi em có một phần duy nhất thôi, 100.000 nữa. Thì phần này thì bao gồm có này, một bụi này, tiếp theo là bụi số 2 đây, số 2 ạ, tiếp theo là số 3 này, số 4, 5, tiếp theo là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 12, 12 giờ hạt đỉnh vàng với giá 100.000. Thì cái này tụi em cũng xin phép, nói chung cũng lưu ý nhỏ cái vấn đề này, bởi vì cái dòng này thì cái lá nó mỏng lắm chị, thành ra có thể là vận chuyển đi có thể là lá nó héo chị, con gì cũng cũng hết sức chia sẻ với vấn đề này. Thì nếu mà đóng hàng thì có thể tụi em cắt nó gọn đi, bởi vì tới nơi thì chắc có lẽ thì nó cũng cũng sẽ héo và vàng đi. Về con chị cũng cắt tỉa bỏ đi ạ. Thì cái hạt đỉnh vàng với giá 100.000 thế này, hạt đỉnh vàng ạ. Tiếp theo là cái rau hâm, cái rau hâm này thì 100.000. Cái dòng này hoa cũng rất là to con chị, to và cái rau nó khá độc đáo con chị sưu tầm. Thì cái phần này tụi em cũng bán giá rất mềm thôi, phần này 100.000.
gồm có là mầm một củ này, thế là cái củ số 2 này, số 3 này, số 4 này. Thế là số 5 này, 6 củ này, 7 củ này, 8 này, 9, 10 này, 11 này, 12 này, 10, 12 củ này. Với giá 100.000 thì cái dòng này thì con chị về có thể là chơi cảnh bonsai cũng khá thú vị, và cũng một cái công dụng khác là cái này là bài thuốc con chị, có thể là trị đau xương khớp vậy đó, có thể con chị vệ sinh đi rồi ngâm rượu hoặc là sắc nước uống thì cũng, em thấy nó cũng rất là hiệu quả đó. Đâu hơn 100.000. Thế và cái combo gồm có hai loại con chị, hai loại gồm có kiếm banana và hoàng thảo tam sắc với giá 120.000. Đầu tiên là một cái dây kiếm banana này, dây này thì gồm có một tép, hai tép, ba, tổng cộng bốn tép con chị, bốn tép kiếm banana này. Và cái hoàng thảo tam sắc thì cũng khá nhiều, ta là anh chị trong một chậu tiền vô tư thôi, với giá 120.000 hoàng thảo tam sắc. Thì cái phần này với giá 120.000. Thế là cái trúc mạnh của khu vực Con Tum, thì cái dòng này thì cái khu vực Con Tum thì nó cũng khá đặc biệt con chị, bởi vì cái đốt nó rất là lớn này con chị, cũng so sánh cái dòng này tụi em bán cũng khá nhiều luôn con chị. Cái loại này thì ở khu vực tụi em nó cũng khá quý hiếm. Cái trúc mạnh Con Tum này 150.000 một phần duy nhất thôi. Thì nói chung cái phần này cái bộ rễ thì tụi em cũng cố gắng đỡ nó nguyên thủy nhất có thể, gồm có một dề này, hai dề này, tiếp theo là ba dề, nói chung là khá nhiều của chị, có thể trong một chậu cũng tương đối 150.000 một phần duy nhất thôi, 150.000 ạ. Tiếp theo là cái hoàng thảo tua, hoàng thảo tua hay ở trong một khu vực của tụi em gọi là kiều cánh tua anh chị, thì phần số 120.000. Thì nếu mà anh chị tham khảo và tìm tên khoa học của cái dòng này thì cái tên là Zenbolium Havejanum, gọi là hoàng thảo tua. Thì cái phần này mặt kho thì màu vàng anh chị, khá thú vị. Phần số 1 là 120.000. Phần này gồm có một dê này, cái dê này nguyên bản anh chị. Thì mua này, cái dòng này nó đang một số thân nó đang nụ anh chị, hai dê này, tức là ba dê này, bốn dê này, bốn dê, tiếp theo là năm dê, năm dê. Đây cái mùa này một số thân nó đang nụ anh chị, và một số thân chưa có nụ nữa, nó nụ như thế này và hoa nó dạng chùm. Tiếp theo là thì phần số 1 với giá 120.000 thì bao gồm các cái dê như tụi em đã mô tả và giới thiệu, 120.000 kiều cánh tua số 1 như thế này ạ. Tiếp theo cái kiều cánh tua phần phần số 2 thì phần này 140.000, phần này đẹp hơn. 140.000 gồm có 2 dê. Gồm có 1 dê này. 1 dê, dê này nguyên dê và thân cũng tương đối nó to. 1 dê này. Tụi em cắt tỉa hết rồi ạ. Tiếp theo dê số 2 đây. Khá là nhiều thân luôn. Dê này con chị về ghép được chậu nó cũng khá xum xuê này. Số 2 kiều cánh tua hay gọi là hoàng thảo tua 140.000. Tiếp theo có một phần duy nhất kiều cam anh chị. Đây một phần kiều cam duy nhất với giá là 90.000. Kiều cam thì cái dòng này hoa thì rất là đẹp. Gồm có một chề này. Thì mùa này thì các cái mắt nụ nó sưng hết rồi anh chị. Một gồm có một chề này. Thế là giờ số 2. Đây giờ số 2 này. Giờ số 2 này. Giờ số 2 đây. Thế thì giờ số 3 thì cũng giống, rất là giống với nguyên bản của chị. Giống thôi chứ em cũng không dám nói là nguyên bản. Bởi vì cái phần này là chỉ phần rỡ thôi. Phần rỡ lâu năm thành một cục thế này luôn. Thì cái ba cái dây này, kiều cam này với giá là 90.000. Tiếp theo cái kim điệp sung của chị, kim điệp sung mùa này cũng đang nổ 100.000. Phần này thì khá nhiều ạ. Còn có một dề này. Một dề này. Tiếp theo là dề số 2 đây.
Đây, mùa này đang nổ thế này của anh chị này. À, chúng ta giờ số 3 đây. À, 3 về. Chúng ta giờ số 4 ạ. À, giờ số 4. À, chúng ta giờ số 5 này. À, giờ số 6 này. À, số 6, giờ số 7 này. Số 7 nó lẳng một cái về kiểu quần tua này nữa. Thì một phần kim đồ sung cũng khá như thế này. Với giá là 100.000. À, thì nói chung thì hôm nay anh em đi về được một ít các loại phong lan rừng của Tây Nguyên, thì tụi em cũng làm cái video để giới thiệu đến con chị. Cũng cảm ơn con chị đã xem video ạ. Cũng kính chúc con chị có một buổi tối vui vẻ và thoải mái nhất ạ. Em cảm ơn con chị ạ.